Thưa quý vị và các bạn, đảng viên làm kinh tế là một trong những mô hình được Đảng bộ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai phát huy nhân rộng, góp phần lan tỏa, cổ vũ tinh thần thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương. Mô hình dưa lưới này ở ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai của bà Lê Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Thuận, đã đầu tư vốn, giống và áp dụng công nghệ kỹ thuật cao vào mô hình với diện tích khoảng 1.000 mét vuông và đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Có thể nói, đây là một trong số mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Cái mô hình này thì tôi cứ làm hiện nay là 3 năm. Với cái lợi nhuận về kinh tế thì mô hình này đạt được lợi nhuận rất là cao. Tuy nhiên thì để mà chuyển giao được cho bà con thì cần phải có người hướng dẫn kỹ thuật. Tại vì cái mô hình này thì đòi hỏi là cái kỹ thuật rất là cao. Và cái nguồn vốn thì đầu tư khá là lớn. Thời gian tới thì tôi sẽ, nếu mà được có điều kiện thì mình sẽ thành lập một cái hợp tác xã chuyển giao cho bà con. Còn ông Nguyễn Văn Phượng ở ấp Đông Hòa là cán bộ vừa nghỉ hưu cách đây không lâu. Ông cũng tích cực chuyển đổi sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Qua tìm hiểu, nghiên cứu, ông đã chọn và gắn bó với cây thanh nhãn. Bước đầu, cây thanh nhãn cơ bản mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Tôi thì trước đây cái này là ruộng thì cũng xác định gì thì tôi cũng tập trung vô để tôi cũng học hỏi làm cái nhãn thanh này, vì thấy xét thấy là cái nhãn thanh thì nó cũng cái loại trái cũng chất lượng rất là tốt, rồi giá trị nó cũng rất cao, cho nên thì tôi quyết định làm cái này. Sau khi làm thì nói chung thì thu nhập thì tương đối nó cũng ổn định. Cùng với gương mẫu thực hiện chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, chức trách nhiệm vụ được giao, hầu hết đảng viên của đảng bộ Đông Thuận đều xây dựng cho mình một mô hình phát triển kinh tế, vừa tăng thu nhập, vừa là hạt nhân góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế ở địa phương.